Chào anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong một cái video hướng dẫn cách chơi guitar. Trong cái video này, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em cách tôi đã chơi bài Không Tên số 8 của nhạc sĩ Vũ Thịnh An. Với cái bài này, chúng ta sẽ chơi ở cái tông la trưởng, hay gọi là giọng la trưởng. Tiết điệu chúng ta sử dụng ở đây đó là tiết điệu slow rock. Tôi sẽ giới thiệu cách chơi bài Không Tên số 8 trong hai video. Trong cái video đầu tiên, chúng ta sẽ tập trung vào cái cách chơi của phiên khúc, tức là đoạn A, và cái dạo đầu hay gọi là intro. Trong video thứ hai, tôi sẽ giới thiệu cách tôi đã chơi đoạn B, phần cầu nối và những gì còn lại của cái bài Không Tên số 8. Chúng ta bắt đầu với cái video đầu tiên. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết cái cách tôi đã chơi bài Không Tên số 8, thì chúng ta cần phải nắm một số vấn đề sau đây. Trước nhất, chúng ta cần phải biết những cái hợp âm đã sử dụng trong bài này. Đầu tiên, chúng ta sẽ có hợp âm la trưởng. Thứ hai là hợp âm đô thăng thứ, ngăn số 4. Thứ ba là hợp âm pha thăng thứ, ngăn số 2. Thứ tư là hợp âm si thứ, ngăn số 2 luôn. Thứ tiếp theo là hợp âm rê trưởng, dây buông. Tiếp theo nữa là hợp âm mi trưởng. Ngoài ra, trong bài này tôi còn sử dụng một cái hợp âm tương đối đặc biệt, đó là hợp âm mi cộng, hay gọi là hợp âm mi tăng đó. Hợp âm mi trưởng có thêm cái nốt si thăng, tức là ở đây là nốt đô. Nó sẽ thành hợp âm mi cộng. Âm hưởng rất là đặc biệt. Ngoài ra, chúng ta sẽ sử dụng một cái hợp âm mượn, đó là hợp âm son trưởng. Chúng ta gọi nó là hợp âm mượn vì trong cái giọng la trưởng này không có cái hợp âm son trưởng, mà chúng ta tạo ra một cái hợp âm màu mượn từ một cái tông khác, đó là hợp âm son trưởng. Đó là tất cả những cái hợp âm chúng ta đã sử dụng trong cái bài Không Tên số 8. Anh chị em cần phải chuyển hợp âm một cách thoải mái. Tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em những cái tiết tấu cơ bản mà tôi đã sử dụng trong cái bài Không Tên số 8. Chúng ta tập những cái tiết tấu này một cách chắc chắn, sau đó mình sẽ áp dụng một cách phù hợp ở từng vị trí để làm cho bài của mình nó phong phú lên, đôi khi thay đổi một tí, nhưng nó vẫn là những cái tiết tấu cơ bản sau đây. Tôi giới thiệu tiết tấu thứ nhất, đó là cái tiết tấu cơ bản của điệu slow rock. Chúng ta sẽ chơi nó ở hợp âm la trưởng và mi trưởng. Cái điệu slow rock thì chúng ta sẽ có 6 tiếng rất cơ bản. Một phách sẽ là 3 nốt, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ dậm chân vào 1 và 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là hợp âm la trưởng. Chu kỳ thứ 2 là hợp âm mi trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, cái điệu slow rock của chúng ta chỉ có 2 phách thôi. Và bài của chúng ta thì lại là nhịp 4, 4. Do đó một ô nhịp chúng ta sẽ chơi 2 chu kỳ của điệu slow rock.
Chúng ta tập với la chưởng và mi chưởng. Nhớ dậm chân bốn phách vào số 1 và số 4 nha. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dễ dàng đúng không? Trong trường hợp một ô nhịp 44 để có một cái hợp âm thôi thì chúng ta phải lặp lại hai chu kỳ. Ở đây là tôi giới thiệu một cái ô có hai cái hợp âm la trưởng. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 là hết một ô. Đương nhiên trên thực tế người ta sẽ không ghi hai cái hợp âm la trưởng ở đầu và giữa đâu. Người ta chỉ ghi ở đầu tiên thôi. Chúng ta làm lại. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi chúng ta đã chắc chắn cái điệu slow rock cơ bản 1, 2, 3, 4, 5, 6, bây giờ tôi sẽ giới thiệu một cái cách chơi slow rock thứ 3. Đó là nó giãn lược bớt đi mất một nốt. Thay vì 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì bây giờ nó là 1, 3, 4, 5, 6. Không có 2. Cái 2 nó đã bị ngân trong cái 1 rồi. Một nốt đen đó. 1, 3, 4, 5, 6. 1 là dây bass. 3, cái tiếng thứ 3 tôi cũng đánh dây 3 luôn. 4 đánh dây 1. 5 đánh dây 2. 6 đánh dây 3. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Với hợp âm mi trưởng chỉ thay đổi bát thôi. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Như vậy chúng ta có một cái tiết tấu thứ hai thay đổi đi một tí. Chúng ta tập vài vòng với la trưởng và mi trưởng. 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Chúng ta đã có thêm một cái tiết tấu slow rock nghe khá là tự sự đúng không? 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em cái tiết tấu slow rock thứ tư. Trong trường hợp này, điệu slow rock không còn chơi như truyền thống nữa, mà tôi đã chơi một cái điệu slow rock 4-4, tức là phải hết một ô nhịp 4-4 mới hết cái chu kỳ của điệu slow rock này. Ở đây, phách 1 chỉ có một bát thôi. Phách 2, 3 nốt. Phách 3. Phách 4. Tôi chơi cả cái ô la chưởng này. Làm lại hai lần la chưởng. 3, 4, 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Dễ đúng không? 1, 4, 5, 6. Hết một vòng của slow rock. Cái vòng thứ hai khác biệt hẳn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy chúng ta có hai cái chu kỳ slow rock khác nhau hoàn toàn. Và nó kết hợp lại thành một cái điệu slow rock 4-4. Tôi chơi lại. 3, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với đô thăng thứ. Cũng thế. 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
chúng ta chuyển giữa la trưởng và đô thân thứ nha. 3, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Trên thực tế tôi đã chơi cái điệu này khi mà một ô nhịp tôi để một hợp âm thôi. Nghe nó sẽ rất phong phú, rất tự sự. Thay vì chúng ta lặp lại hai lần cái điệu slow rock truyền thống giống nhau. Tôi qua một cái tiết tấu thứ 5. Cái tiết tấu thứ 5 này giống hệt như tiết tấu thứ 4. Nhưng cuối của cái ô nhịp mà hợp âm la trưởng, tôi có một cái nhắc bát để dẫn qua đô thân thứ. Nó chơi như thế này. Tức là cái tiếng thứ 6 của chu kỳ thứ 2 nốt đô thăng đó. Trên dây 2, tôi không đánh cái nốt đô thăng này mà tôi đánh cái nốt là dây bát để dẫn sang bát của hợp âm tiếp theo. Tôi chơi lại. 3, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tiếp theo, chúng ta có tiết tấu thứ 6, cũng được biến đổi từ tiết tấu số 4 ra. Ở chỗ hợp âm la trưởng, bây giờ có một chút thay đổi nè. 1, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Chu kỳ thứ 2 ở giữa ô không có vấn đề gì. Như chu kỳ thứ nhất, chỉ có 3 tiếng thôi. Phách 1, 1 tiếng. Phách 2 có 2 tiếng thôi. Ba, bốn, một, bốn, sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, một. Một, bốn, sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, một. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong những cái tiết tấu mà tôi đã sử dụng chỗ này chỗ kia trong cái đoạn A, trong cái đoạn phiên khúc và cả trong phần intro. Nếu chúng ta tập luyện những cái tiết tấu này một cách là rành rọt thì khi chúng ta vào chi tiết trong bài nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tập cái đoạn dạo đầu, hay còn gọi là intro. Để thuận tiện cho việc chơi cái đoạn dạo đầu, chúng ta nên tập một cái âm giai la trưởng từ nốt la này cho tới nốt la ngăn 5 giây 1. Cái âm giai hay người ta còn gọi là cái scale thì nó như bạn chữ cái. Chúng ta có cái bảng chữ cái rồi, biết rồi thì chúng ta sẽ ghép vần những cái câu nhạc nó dễ dàng hơn. Ở đây cái âm giai la trưởng chúng ta sẽ có 3 nốt thăng. Đó là ở nốt pha, nốt đô và nốt son. Tức là chúng ta cứ gặp nốt pha thì chúng ta thăng, gặp nốt đô thì chúng ta thăng, gặp nốt son chúng ta cũng thăng luôn. Âm giai đi lên. La, si, do, re, mi, fa, son, la, si, do, re, mi, fa, son, la. Chúng ta xếp ngón, ngăn nào ngón đó, trong cái tư thế đó. Riêng ba cái nốt cuối cùng
khác một tí, fa son la. Hoặc là chúng ta có thể là kéo lên, ngón 4 kéo lên nốt la. Hoặc là tôi chơi lại cái gam đi lên. Ngược lại. Nếu anh chị em chưa rành thì anh chị em nên tập chậm chậm, tập nhiều lần, tập kỹ. Ở đây tôi chỉ giới thiệu cái cách tập, còn anh chị em phải bỏ cái thời gian ra tập luyện để cho nó thật là tốt. Tôi làm lại. Dễ đúng không? Chúng ta ưu tiên sử dụng cái dây nào có dây buông thì chúng ta sẽ sử dụng dây buông. Đoạn dạo đầu tôi đã đi qua mấy hợp âm như sau. Không nói tới ô nhịp lấy đà, ô thứ hai là la trưởng, sau đó qua rê trưởng, qua mi trưởng, rồi về la trưởng, kết thúc ở mi trưởng. Tôi đã chơi như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tập từng phần nhỏ nhỏ một. Đầu tiên chúng ta sẽ tập từ cái ô lấy đà cho tới cái nốt bát của cái la trưởng đầu tiên. Nốt của nó là mi fa la si do la. Mi fa nè, la si. Riêng trường hợp này, nốt si này tôi bấm ở ngăn 4, đô ở ngăn 2. Nhưng ở đây chúng ta thấy có dấu luyến, và kỹ thuật ở đây tôi sử dụng là kỹ thuật hammer on, tức là búa lên nè. Bấm mi, búa lên fa, bấm la, búa lên si, rớt cả nốt la. Chúng ta đếm là 2, 3, 4, 5, 6, 1. Cái 1 ngay dấu lặng chúng ta dậm xuống. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Dậm. Lần nữa. Dậm 2, 3, 4, 5, 6, 1. Lần nữa. 2, bỏ. Chỗ la trưởng 1, 3, 4, 5, 6, 1. Làm lại 1, 3, 4, 5, 6, 1. Chúng ta kết hợp lại cái ô lấy đà và cái hợp âm la trưởng nửa đầu. 3, bỏ. Một lần nữa nha. 2, bỏ. Thêm một lần nữa. 2, bỏ.
Phần sau, cái chuỗi lấy đà nó cũng giống hệt như ở cái phần lấy đà trước đó. Nhưng thay vì rớt vào cái nốt là thì rớt sang cái hợp âm rê trưởng. Và ở đây chúng ta sẽ có giai điệu nốt rê và bát rê luôn. Nó sẽ là dễ đúng không? Bỏ bấm hợp âm rê trưởng luôn. Và cái bỏ đó chúng ta đếm để tập thôi. Còn thực tế nó là nốt đô này nè. Nó đang ở la trưởng. Từ giữa ô số 2 tới đầu số 3 nè. Lần nữa, 1, 2. Từ đầu tới cái rê. 2, bỏ. Cái hợp âm rê trưởng sang giữa ô nó có cái mô típ giống như hợp âm la trưởng. Tức là 1, 3, 4, 5, 6, 1. Chúng ta chơi lại cái đoạn vừa rồi. 2, bỏ. Tiếp theo sẽ là từ cái nốt rê giữa ô số 3 sang cái ô số 4 là hợp âm mi trưởng, gồm có giai điệu nốt mi và bát mi. Từ nốt rê nè, nốt rê này nốt rê chúng ta đánh trơn, sau đó nè đô rê hammer on đô rê mi fa mi. Ba nốt này chỉ có một khải thôi nè, mi fa mi, mi fa mi. Mi fa là hammer on và pull off một cái, tức là khiều cái cọng dây này bằng cái tay bấm nè. Từ giữa ô nó sẽ là lần nữa nè, 1, 2. Và chỗ đó chúng ta bấm mi trưởng luôn nha, hoặc là chỉ cần bấm nốt son thăng này thôi, tại vì những nốt kia chúng ta không chơi. 1, 2. Tiết tấu mi trưởng cũng có cái mô típ giống như trước đó là mi trưởng tới giữa ô. Từ giữa ô số 3 sang ô đầu ô số 4. Nửa đầu ô 4 là mô típ đệm. Nửa sau của ô 4 sang đầu ô số 5. 1, 2. Lần nữa. 1, 2. Cả ô số 4 sang đầu ô 5. 3, 4. Thêm một lần nữa. 3, 4.
Ô số 5 có hai hợp âm la chưởng và mi chưởng. Ở đây nó chỉ là âm hình đệm thôi. La chưởng, mi chưởng. Ô số 6 có một nốt thôi. Ô số 5 sang đầu ô số 6. Hai ô này chúng ta chỉ việc bấm hợp âm và rải đúng dây là được. Làm lại ô 5, ô 6. 3, 4. Chiều thơ. Chúng ta chơi lại cả cái intro. Tốc độ chậm nha. 2, 3. Chậm một chút nữa nha. 2, 3. Để chơi cái đoạn dạo đầu này, hầu hết là nửa đầu chúng ta sẽ chơi cái hợp âm, chỉ cần bấm hợp âm và chơi đúng dây là được. Nửa sau chúng ta sẽ phải chơi những cái nốt ngoài hợp âm, thì chúng ta dựa vào cái scale mà chúng ta đã tập trước đó để chúng ta chơi một cách thoải mái. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong phần dạo đầu. Để giới thiệu cái cách chơi của đoạn A, tôi sẽ giới thiệu theo từng cái tiết nhạc nho nhỏ. Từng cái phần nho nhỏ gọi là tiết nhạc. Chẳng hạn câu đầu tiên của ta nó như thế này. Chiều thơm du hồn người bành bông. Chiều không im gọi người đợi mong. Đó là một câu. Chúng ta sẽ giới thiệu thành hai phần. Phần đầu tiên gọi là cái tiết nhạc thứ nhất, qua hai cái hợp âm la chưởng và đô thăng thứ. Mỗi hợp âm sẽ là một ô nhịp, tức là chúng ta phải có tới 4 chu kỳ. La chưởng 2 chu kỳ, 1 ô 44. Đô thăng thứ 2 chu kỳ, 1 ô 44. Đây là cái cách đệm của hai ô đầu tiên. 3, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Âm hình đệm giống nhau. Slow rock 4, 4. Lần nữa nha. 3, 4. Chúng ta có một cái dẫn bát, đúng chưa? Lần nữa. 3, 4. Chúng ta hát lên. Chiều thơm du hồn người bành bông. Một lần nữa. 1, 2. Chiều thơm du hồn người bành bông. Chiều không im gọi người đợi mong.
Phần tiếp theo, hai ô nhịp kế tiếp, chúng ta sẽ có hợp âm rê chưởng, mi chưởng. Một cái âm hình chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi, rê chưởng nè. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Hai chu kỳ của slow rock, âm hình giống nhau. Lại 3, 4. Mi chưởng, chúng ta có thể chỉ cần bấm một nốt gì thôi. 3, 4. Cái la chưởng kế tiếp để qua si thứ, nó giống như cái la chưởng ở ô đầu tiên. Chúng ta hát tiếng nhạc thứ hai. Chiều không im gọi người đợi mong, một lần nữa. 3, 4. Chiều không im gọi người đợi mong, từ đầu tới đó nha. Một, hai. Chiều thơm du hồn người bành bông, chiều không im gọi người đợi mong. Câu thứ hai nó như thế này. Chiều trong chưa mê mây ướm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Những hợp âm sử dụng trong câu này: si thứ, mi chưởng, la chưởng. Si thứ, mi chưởng, mi cộng. Cái phần thứ nhất. Chiều trong chầm mềm mây ướm nắng, qua ba hợp âm. Si thứ một chu kỳ, mi chưởng một chu kỳ, rồi tới la chưởng, nguyên một ô hai chu kỳ. Một cái mô típ si thứ, mi chưởng, nó sẽ là âm hình đệm như thế này. Nó giống ô số 9 đúng chưa? Chúng ta chơi ô số 11 sang đầu ô số 12. Chiều trong chầm mềm mây ướm nắng. Lần nữa. 3, 4. Chiều trong chầm mềm mây ướm nắng. Ô số 12 la chưởng được đánh hai chu kỳ. Ở đây nó là một dạng slow rock 2-4, không phải 4-4 nữa, nhưng ở giữa đã được đảo bát đi thành bát mi ở dây 4. Âm hình đệm gần giống ô số 11, nhưng mà người ta chơi ở dây số 2 thay vì dây số 3. La đô mi đô la mi, đô mi đô la si. Chúng ta chơi lại ô số 12. 3, 4. Chúng ta chơi từ đầu ô số 12 tới đầu ô số 13. Nắng, nắng đợi chiều nắng say. 3, 4. Nắng, nắng đợi
chiều nắng say. Ô số 13, nửa đầu cũng chơi giống âm hình với ô số 12. Dây 2, 1, 2, 3. Phần còn lại là slow rock cơ bản được đảo bass dây 4. Qua mi chưởng, ô số 13. 3, 4. Say nắng nhu âm chiều hay hay. Lần nữa, 3, 4. Say nắng nhu âm chiều hay hay. Ô số 14, mi chưởng 1, 4, 5, 6. Tới cái phát thứ 3, bấm nút đô, ngã cái ngón ở cái dây số 3, số ngăn 1, dây 3 này xuống, bấm vào nút đô, cho những cái nốt ở trên vẫn còn ngân, tạo ra một cái hợp âm tăng, mi cộng hay gọi là mi tăng. Từ ô số 13 sang ô số 14. Say nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi. Chúng ta chơi lại câu thứ 2 từ ô số 11. Chiều trong chầm mềm mây ướm nắng. Nắng nhuộm chiều nắng say. Nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi. Chúng ta chơi lại cái đoạn A1 này với tốc độ thật chậm. Chiều thơm du hồn người bành bông. Chiều không im gọi người đợi mong. Chiều trong chầm mềm mây ướm nắng. Nắng đợi chiều nắng say. Nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi. A2, ô đầu tiên, la trưởng, có đàn khác cái tiết tấu của A1 một tí. Đô thăng thứ, không có gì thay đổi. Không nói nhiều tới ô đô thăng thứ, chúng ta sẽ nói về cái ô số 15 la trưởng nè. Tức là 1, 4, 6, 1. 3, 4, 5, 6, 1. Chậm lại nè. 1, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Hát lên nha. Ngày đi qua vài lần buồn phiền. Phần tiếp theo, rê trưởng và mi trưởng giống y chang như cái kia. Người quen với cuộc tình đạo điên. Hợp âm la trưởng chỗ này giống hệt như ở đằng trước. Như vậy chúng ta chơi lại nguyên câu thứ nhất. Chỉ có một ô đầu tiên khác đi một tí thôi. Chúng ta chơi lại nguyên cái câu thứ nhất. Ngày đi qua vài lần buồn phiền. Người quen với cuộc tình đạo điên. Trên thực tế chúng ta cứ tập chơi được những cái tiết tấu tôi đã giới thiệu
Sau đó chúng ta ngẫu hứng thôi, không nhất thiết cứ phải chơi 100% giống như những gì tôi đã chơi. Phần còn lại, từ ô số 19 tới ô số 22, tức là câu sau cùng của đoạn A, chơi tương đối dễ, si thứ, mi chởn, giống như chúng ta đã chơi ở cái đoạn A1, la chượng cũng thế. Si thứ cũng thế. Mi chưởng như mi chưởng chơi trước đó. Ô cuối cùng, ô 22 cũng là ô phiêu kết để chuyển qua đoạn B. Ô này hơi khác một tí. Chúng ta đọc là 1, 3, 4, 6, 1. Có hai cái quạt. 1, 3, 4, 6, 1. 6, 1 là quạt nha. Lên xuống. 1, 3, 4, 6, 1. Chúng ta chơi nguyên cái câu thứ hai. Người quên một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm. Lần nữa. 3, 4. Người quên một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong cái đoạn dạo đầu và cái phần đệm cho đoạn A. Video này kết thúc ở đây. Đoạn B chúng ta sẽ giới thiệu với nhau cách quạt và những gì còn lại của cái bài không tên số 8. Hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.